Liên quan đến vụ cháy rừng tràm tại Kiên Giang, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh, khu vực rừng tràm cánh rừng thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng tỉnh đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Tỉnh đang khẩn trương các giải pháp để ngăn chặn. Các tổ cơ động như thế này đang được dàn trải khắp khu vực bị cháy. Các tổ sẽ rà soát, xử lý các ngống tàn còn sót lại, đảm bảo không cháy trở lại. Những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện từ khu vực cháy. Ước tính sơ bộ, hàng trăm hecta rừng bị thiệt hại sau vụ cháy. Khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm, thực bì, dưới tán rừng dày. Để khắc phục cháy, ngành chức năng địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an và lực lượng tại chỗ, 35 máy bơm chuyên dụng, vỏ lãi tham gia chữa cháy. Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo dàn đội cơ động tiếp cận và xử lý ngống tàn từ sâu bên trong khu vực cháy. Bây giờ là cái số sáng năm cái giờ chín hết chưa? Năm mấy kiểm lâm ra làm gì được, bố trí. Hiện tại thì bây giờ là những cái ngống tàn, những cái mà không đám cháy lớn mà nó ngúng ngúng ở dưới những đám bùn đó là cần phải dập tắt hoàn toàn, cho nên là phải xử lý triệt để. Nên là anh em tăng cường hết lực lượng lên đây cũng như phương tiện là xịt để đảm bảo không được cháy lan rộng nữa. Sau 2 ngày đêm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tỉnh Kiên Giang cơ bản khống chế hoàn toàn vụ cháy. Tuy nhiên, dự phòng cháy có thể tái lại bất kỳ lúc nào, lực lượng sẽ tiếp tục túc trực tại chỗ trong 5 ngày tới nữa, đảm bảo triệt tiêu hoàn toàn vụ cháy.